Alo, xin cảm ơn cháu Michael Chu. Đúng là cháu có một giọng hát rất là bẩm sinh, cháu có năng khiếu về ca nhạc. Và chú ngồi dưới đây, có đôi lúc cháu lên cao đấy, làm giận cái cậu gái này. Vâng, một tràng pháo tay lần nữa cho cháu Michael Chu. Cháu hát thứ hai. Kính thưa tất cả quý vị, thành phố Ocean Bridge trở nên thơ mộng và rất tuyệt vời không một bởi không phải là kiến trúc nơi đây, mà ở đây có những con người Ocean Bridge, có cộng đồng người Việt Nam tại Ocean Bridge. Đó là những con người rất nhiệt tình, rất chu đáo. Chúng tôi đã được tham dự những ngày đón xuân tại nơi đây và ngày hôm nay cũng vậy. Tất cả chúng ta đã được thưởng thức những món ăn rất là khéo tay do chị em làm, rồi tất cả những anh trong ban tổ chức đã nhiệt tình dành cho chúng ta tất cả những chương trình trọn vẹn và đầy đủ như ngày hôm nay. Chúng tôi chân thành cảm ơn thay mặt cho những người làm chương trình. Một lần nữa, chúng tôi cũng như tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cảm ơn tới những người Việt Nam sống tại Ocean Lake ngày hôm nay. Thật cảm động, và chúng tôi đã đến đây tham dự và không thể nào quên được mùa xuân đã có những tiết mục rất hay, và ngày hôm nay là một tiết mục đặc biệt đến từ Hannover do tất cả chị em phụ nữ tại Hannover trình diễn với nhạc phẩm Mưa Trên Quê Hương. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức và trình diễn tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho chị em phụ nữ tại Hannover. Cơ bản là ok rồi đấy. Trước khi đi tôi đã chén no này mà.
Số 9 đang ở trong phạm vi của hải đảo Việt Nam chúng ta.
bằng những chứng cớ rất là minh chứng như vậy, chúng tôi cũng như tất cả quý vị rất đau xót khi người Việt Nam chúng ta đến đó và bị tàu Trung Quốc đâm. Rồi là những cái người đi thu hoạch hải sản cũng đều họ đâm tàu thủng này đó. Ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu, trân trọng giới thiệu anh Hương cũng như là anh Lê Văn Quyền sẽ lên đây có đôi lời với tất cả chúng ta. Anh Hương và anh Quyền là đại diện của Liên hiệp người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức sẽ có đôi lời với tất cả chúng ta. Tôi cũng cảm ơn anh Sơn đã giới thiệu chúng tôi là hai người đại diện của ban chấp hành Liên hiệp. Thì như các anh chị biết là đất nước chúng ta đang đứng trước một cái tình trạng rất là khó khăn. Cái đó là cái việc mà như anh Sơn đã nói, tức là nhà chính quyền Trung Quốc đã ngang nhiên đem cái giàn khoan 9 tháng 1 vào trong cái lãnh hải của chúng ta để khoan dầu, hoặc là một cái cớ để người ta xâm phạm đến cái chủ quyền của chúng ta. Đó là điều chúng ta không thể nào chấp nhận được. Cái thứ hai nữa là như các anh chị biết đó, là ngư dân của chúng ta rất là